Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay nhà em vừa mới sản xuất xong một cái lô hàng lờ bát quái 12 cường ngục để chuẩn bị đóng đi gửi cho khách. Đây, trên màn hình của các bác là tầm 200 chiếc để chuẩn bị gửi đi cho khách. Đây là lưới màu xanh này, Estinem màu xanh. Lưới này thì rất nhiều người bà con các bác đã sử dụng rồi, từ vài năm trước em đã bán rồi. Và bây giờ em đang chuẩn bị đi gửi đi. Còn đây là lưới màu xanh, màu xám. Màu xám thì mắt lưới 2 ly, chuẩn bắt tép gạo. Tép gạo và những con cá lồng tông rất là bé luôn nha, 2 ly rất là bé. Lồng xám này thì mới sản xuất trong năm đầu năm nay thôi và được rất nhiều các bác đã sử dụng. Vì nó mẫu mã này nó mẫu mới và lưới nó mềm mại hơn. Và đắt, giá thành đắt hơn một chút. Cái lồng này thì dài tầm 7 mét, 24 khung sắt, có gần 18 cửa vào. Đó. Rất là đẹp luôn. Này màu xám này, màu xanh này. Giá thành rất hợp lý thôi. Các bác mua xỉ hay mua lẻ em đều bán nhá. Đấy. Nói chung là video một đoạn nữa em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác hai mẫu lưỡi này. Nói chung là cái sản phẩm này thì có rất nhiều các bác sử dụng vì giá thành hợp lý, rẻ và hiệu quả, bắt từ những con bé tí đến những con cá tầm 1 cân. Đấy, hàng lúc nào cũng có sẵn nhá. Các bác thích cái loại xám hay loại xanh cứ báo em, alo em. Đấy. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết. Vâng, xin chào tất cả các bác. Nhằm phục vụ tất cả các bác đi bắt tôm, bắt tép và lươn trạch và những con cá bé, thì hôm nay shop em xin giới thiệu cho tất cả các bác hai cái mẫu lồng bắt quái chuyên đặc trị những con tép gạo. Tép gạo tôm bé và những con lươn trạch. Và đây là trên tay em là cái mẫu bát quái màu xám nhá, bát quái xám. Và bên dưới đây là màu xanh, ethylene màu xanh. Hàng những loại này thì em đã bán được rất nhiều rồi, nhưng hôm nay em xin giới thiệu lại cho các bác. Đây, mẫu lưỡi này là mẫu màu xám nhá, mắt lưỡi là 2 ly, bắt từ những con tép bé nhất trên những cái sông suối hiện tại, được dệt bằng cái máy công nghiệp, nói chung là hiện đại nhất của Việt Nam, nên mắt lưới nó không bị xô. Đó, mắt lưới là 2 ly nhá, 2 ly rất là bé, bắt từ những con bé tí luôn. Túi bên em làm dài, rất là dài, để các bác có thể chứa được những cái chứa được rất nhiều loại cá tôm tép, đỡ phải đi đổ thêm vài lần. Vì túi dài thì rất nhiều con tôm tép nó sẽ ở bên trong, nó sẽ không chui ra được. Túi của em dài tầm 1 mét nhé, 90 phân 1 mét. Đó, các bác nhìn thấy thước đo đấy, rất là dài. Lồng màu xám này thì hiện tại là có 24 khung sắt và độ dài tầm 7 mét nhé, khoảng cách hai khung sắt tầm 24-25 phân nhé. Và khung sắt có chiều rộng là 30, chiều cao là 20 phân, cao rộng 30 là cao 20 phân. Đó, thì mẫu này thì mới ra trong năm 2020 này thôi và được rất nhiều bà con tin tưởng và ủng hộ. Vì mắt bé thì nó dễ bắt những con tôm tép hơn. Giá tôm hiện tại là tầm 200.000 một cân, nên chỉ cần sử dụng tầm 10 cái có thể đánh được tầm 3-4 ngày là hòa gốc luôn. Đó. Còn đây lưới màu xanh nhá, lưới màu xanh thì em đã giới thiệu rất nhiều rồi. Lưới Estinem màu xanh, công nghiệp, trả công nghiệp. Mắt đây là 3 ly thì 3-4 ly. Thằng này ở ngoài miền Bắc thì 90% người ta sử dụng. Đó. Thằng này thì các bác cũng biết rồi, có chiều dài từ 5m đến 8m rưỡi, 5m, 7m, 8m rưỡi nha các bác nha. Các bác có nhu cầu mua hàng loại nào thì các bác cứ bảo là mình cần mua loại lồng công nghiệp ethylene màu xanh hoặc màu xám. Màu xanh thì có 5m, 7m và 8m rưỡi, màu xám thì có 7m thôi. Này, cái lỗ hòm nhá, rất là bé nhá, bắt được những con tôm tép lươn trạch và những con cá lồng tông rất là bé.
Ngoài ra em cung cấp những loại mồi dẫn dụ, tôm cụ, tôm lươn trạch. Mồi này đây trên màn hình các bác đây, mồi này thì xuất xứ của Trung Quốc. Trên bao bì nó in là hình con tôm con lươn. Và hàng này hàng chính hãng của bên Trung Quốc nha, nên hàng rất là hiệu quả và nhạy, nó không độc hại gì đến các bác nha. Nên các bác cứ yên tâm sử dụng đi. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các bác nha. Các bác tháo lắp ra và lắc đều lên. Và xịt những cửa, xịt vào những cái cửa hòm nha. Xịt vào những cửa hòm và xịt lên trên đầu của các bát quái. Đó là các bác có thể đặt bát quái. Đặt thì tầm 3-4 tiếng sau các bác nhấc lên nhá, là nó sẽ thể ra rất nhiều thành quả cho các bác. Mẫu này giá thành rất là rẻ nên rất nhiều các bác tin dùng. Đó, các bác nào mua hàng liên hệ với em qua số hotline trên góc trái bên trên nhá. Đó. Đấy. Cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ em nhá. Các bác nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông và chia sẻ giúp em để kênh YouTube của em càng ngày được các bà con anh em biết đến. Đấy, hai cái mẫu này rất là đẹp trên từng chi tiết luôn. Tạm biệt anh em ạ.